là chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi nhà mình 18 mấy tuổi ạ? Cho em là 4 người. Anh này luôn lên xe cho em có. A few moments later. Em đến lâu chưa? Dạ em vừa mới đến thôi ạ. Cũng thôi. Cho anh xem buffet hai người nhé. Nani? Em ăn tự nhiên đi nhé. Em ăn một miếng rồi đó. Em ăn ít mà. Em ăn một xíu rồi nó rồi. Anh ăn đi nhé. Giỏi nhất. Anh mày làm gì mà giỏi nhất? Nha, anh tao hát hay như idol rách luôn. Ui giời ơi, thế anh mày có được làm idol top top như anh tao không? Anh tao á là hoàng vali đấy. Nhưng mà anh tao hơi bị cao to đấy, anh tao cao hẳn 1m6 luôn. Nhưng mà anh tao cao tận 1m8 cơ, anh tao còn biết võ. Nhưng mà anh mày vẫn không bằng anh tao. Có mà anh mày không bằng anh tao ấy. Mày có giỏi thì mày gọi anh mày ra solo với anh tao đi. Ok, thì sáng mai 4 giờ có mặt ở đây. Tao phải tận mắt anh tao. Hả? Đứa nào? Anh trai thằng Nhật ý, nó còn bảo là chấp cả anh luôn. À, thằng này được quá nhở. Thế mày đã bảo với nó là tao cao 1m6 chưa? Em bảo rồi, nhưng mà thằng Nhật ý, nó bảo anh nó cao 1m8 mà còn biết võ nữa cơ. Thế à? Thế thôi, chuyện này anh nghĩ là anh em mình không nên động tay động chân. Anh thì anh chả sợ gì đâu, thằng bạn anh không thích. Hay là mình chỉ dọa nó thôi, anh ăn mặt ngầu vào một tí, xong là vẽ mấy hình xăm giống giang hồ ấy. Kiểu gì chúng nó chả phải thốt lên là em. Cái gì? Nhìn tao như này mà phải vẽ hình xăm á? Đi xăm luôn chứ sợ gì. Còn mẹ thì sao? Thôi kéo vẽ không được. Nhanh cái tay lên xem nào. Nhanh lên, con mẹ về mẹ thấy bây giờ. Cũng phải từ từ chứ. Thế mai hẹn chúng nó mấy giờ? 4 giờ sáng mai. Được rồi. Chúng tao thế nào rồi? Được. Nhìn anh trên này á, chán đứt trong hoàng vali. Nhưng mà tí nữa anh phải nói giọng hùng hổ vào thì nó mới sợ. Mà tí có gì em nhắc anh nhá. Nhưng mà mày ghi hết vào giấy đi, không quên. Em ghi rồi. Kiểu này á, anh em mình thắng chắc rồi á. Đứa nào dám thách đấu với tao? Ủa, sao nó to thế kia? Em làm sao mới biết được. Nhưng mà nhìn nó trắng như kia chắc chỉ là con tiểu bò thôi. Là đứa nào? Là tao đây, làm sao? Tao là Bách, đại ca của xóm này. Tao là Bách, đại ca của xóm này. Ôi chữ xấu quá không đọc được. Ôi dồi ôi, chữ xấu quá. Mày nói cái gì đây? Nhưng mẹ không đọc được. Chữ mày viết mày không đọc được. Thôi, anh có thể nhìn xong đi để nó sợ. Sao rồi em? Nhìn gì chưa? Thấy gì chưa? Sợ chưa? Sao? Con bà Mai với con bà Mây làm gì kia nhỉ? Về bảo mẹ chúng nó mới được. Đừng nói nhiều, tiếp chiêu đi. Mấy đứa kia, sao chúng mày không ngủ đi em gì hả? Con cái nhà suốt ngày đi chơi. Later. Bọn mình quay lại sao chúng nó chạy chưa? Chúng nó chạy rồi là bọn mình thắng. Ôi. Nhìn anh thằng Nhật vẫn đứng im mà không chạy kìa anh kìa. Đúng không có danh hoàng vali. Thôi anh em mình ra xin lỗi nó là hòa đi. Dĩ hòa vi quý. Ê mày ơi. Ôi là được rồi. Tao sợ quá được cơ là người rồi. Hãy cho tôi xin một vé không hai. Mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, tần cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. 1, 2, 3. Mấy đứa kia, sao không đi hai, em gì hả? Quay đi thôi, không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời đang ngày mưa. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi, mày có biết thương mẹ không hả con? Sao thì mẹ lại nói thế? Con không thương mẹ thì thương ai? Mồm thì lúc nào nó xoét bảo là thương mẹ. Thôi mà không chịu lấy vợ đâu. Mà nhìn mấy cô bạn của mẹ đấy, 36 tuổi rồi mà người ta đã được lấy chức bà rồi. Con của người ta đã lấy vợ gả chồng có con rồi. Thế mà con nhà mình thì mãi không có người yêu. Kìa mẹ, chuyện lấy vợ thì phải từ từ để con tính, làm sao mà vội được. Từ từ mày không phải nói gì nữa. Hay là mày không thích con gái thì mày nói thẳng ra. Tao còn thấy mày thân với thằng Bách lắm. Khổ quá, con còn trẻ mà mẹ cứ phải dối lên làm gì. Hôm nay mà mày không dẫn người yêu về đây á thì đừng bao giờ có làm mẹ nữa. Thế bu ơi, tối nay ăn. Tao giỡn mặt với mày à? Đấy mày đi rồi thì mày đi luôn đi. Cái nhà này á, tôi chắc là không có người yêu. Em ơi, ở đây cho thuê người yêu của em. Không nhìn thấy xong còn hỏi. Thế chi phí thế nào em? Bên em có rất là nhiều gói anh ạ, tùy theo nhu cầu của khách hàng thôi ấy mà. Thế có cái bạn nào bạn ấy vừa ngoan hiền, thùy mị nét na mà nói chuyện duyên một tí không em? Úi dồi ôi, thế là anh tìm đúng nơi đúng người rồi đấy. Em đây. Em á? Vâng. Anh không thấy à, cái chữ ngoan hiền thùy mị nó lù lù trên trán em như thế này mà cả cái tình Thái Bình khen em có duyên đấy.
Thôi được rồi, thế bây giờ em theo anh về ra mắt mẹ anh nha, để mẹ anh cho anh vào nhà rồi tính tiếp. Đây, em vào đi. Ôi, sao nhà anh bừa bộn này, đúng là người sao cũng chiếm bao là vậy. Tại nhà anh chưa kịp dọn mà, thôi em cứ vào trong đi. Ồ, anh ơi, thế sao ảnh gia đình nhà anh thì có mỗi bố anh với lại anh chú với bà nội này, thế mẹ anh đâu? À đấy, em này vô ý vô tứ quá, chắc là mẹ anh lên với anh Huy đúng không? Thôi anh đừng buồn nhá. Cô nói gì đấy, đấy là mẹ tôi mà. Ôi, sao mẹ anh gì mà trông như kiểu mẹ của bố anh ấy. Đây là người yêu con mẹ. Ô thật là con. Ôi trời ơi, cuối cùng thì tối sắp được đến cháu rồi. Cháu cô ạ. Này, em mà thật ấy, anh hỏi mẹ anh đi xem mẹ anh có thế nào không? Chứ em thấy anh chả giống mẹ anh mà cũng chả giống bố anh. Có khi lại giống hàng xóm đấy. Ô hay cô kia, cô nói linh tinh cái gì đấy ạ? Ở đâu? Cháu có nói gì đâu. Ôi trời ơi, này em biết sao không ai dám yêu anh rồi. Có mẹ chồng thế này á, cô mà chạy mất dép hết. À mà nói từ nãy giờ em khát nước quá. Khiếp, nhà anh có khách đến nhà không mời khách uống nước bao giờ à? Người gì đâu mà keo kiệt thế. Ôi con ơi, sao mày kiếm đâu ra đứa yêu vô duyên thế hả con? Cô cứ quá khen. Đấy thấy chưa, ai khen em có duyên hết. Anh thấy anh chọn cô bạn gái xứng đáng không? Ai khen cô có duyên? Thì mẹ anh vừa khen em vô duyên ấy, như vô có nghĩa là vào, mà vào duyên có nghĩa là có duyên chứ còn gì nữa. Nhà cô uống nước cô gì à? Thế chứng tỏ nhà cô cũng có muốn ăn uống đấy. Vâng, cô quá khen. Nhìn cô cũng có muốn ăn uống đấy. Ủa cô ơi, cái trà vải nó rõ vị vải thế nhở? Thở ra toàn mấy cái điều hiển nhiên. Thì cháu cũng nói thế. Cháu biết rồi nhá. Cô lười mua vải về làm nước vải đi, mới mua có sẵn thế này đúng không? Này, cô đừng mà liên thuyên nhá. Bố con là hoàng khen ngon, mẹ thích uống thì tôi mua chứ làm sao. À mà nhắc đến bố em mới nhớ, thế bố anh đâu rồi ạ? Bố tôi đi chơi rồi. Đấy em biết ngay mà. Nhìn mẹ anh thế này bảo sao bố anh chán chẳng muốn ở nhà làm gì. Có khi bố anh tao ngoài cặp bố. Cha yêu quý của mẹ hôm nay không sang nhà bạn bách chơi à? Còn cứ qua đấy chơi đi để mẹ ở nhà nấu cơm cho. À mẹ bạn bảo cái này này, bây giờ có các con trẻ ấy thì cứ quan tâm vào việc học hành với lại sự nghiệp đi. Còn cái chuyện mà yêu đương với vợ chồng ấy thì mẹ nghĩ là khi nào duyên nó tới thì nó tới con ạ. Con không phải gượng ép nó làm gì đâu. Tưởng mẹ thích bé cháu. Em đồng ý làm người yêu anh nhá. Dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ luôn đồng cam cộng khổ cùng em. Em đồng ý. Trời ơi, lạnh thật đấy anh nhở? Em lạnh à? Dạ vâng ạ. Để anh. Công nhận, anh ấy tâm lý thật đấy. Đây, để anh chịu lạnh cùng em nhé. Công nhận trời lạnh thật đấy em ạ. Em làm sao đấy? Đừng lo, anh sẽ chịu cảm giác được cùng em. Xong rồi, bọn mình đi về đi anh. Thế em trả tiền đi rồi bọn mình đi về. Anh có mang tiền không ạ? Tại em hết tiền rồi ý. Anh có, em đợi em một chút nhá. Dạ. Ôi, mặc dù những lần trước anh ấy hơi vô duyên, nhưng lần này anh ấy tinh ý thật đấy. Xong rồi em ơi. Anh thanh toán xong rồi ạ? Thế thôi bọn mình đi về đi. Đâu, anh đã thanh toán đâu. Nghe nói em hết tiền nên anh vứt hết tiền rồi. Giờ anh còn đồng nào đâu. Ôi giời ơi, em có bảo anh làm thế đâu. Bây giờ mà trả kiểu gì giờ. Ok, em dẫn anh đi à, từ từ đã. Anh có thể nào tinh tế hơn một chút được không ạ? Nhưng mà rõ ràng là anh... Thôi đi, anh không phải nói gì nữa đâu. Chia tay đi. Đứng lại đã. Lần sau em đừng đi giày cao gót như thế nữa. Đau chân lắm đây. Thật sự anh rất muốn đồng cam cộng khổ cùng em. Nhưng mà đi giày cao gót như này đau chân lắm.